Xin chào quý khách hàng và các nhà đầu tư. Ngày hôm nay bất động sản Mộc Hỏ xin giới thiệu đến cả nhà một lô đất hẻm 12 đường số 1 phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, nay là thành phố Thủ Đức. Đường trước đất hiện tại nó là đường 6m, hai ô tô có thể né nhau sát với lại mặt tiền đường số 1. Diện tích lô đất của mình nó là ngang 4m, dài 19m, full thổ cư. Từ vị trí lô đất của mình ra mặt tiền đường số 1 là 40m, ra mặt tiền đường quốc lộ 1K 100m, ra nút giao ngay cầu vượt Linh Xuân giữa quốc lộ 1A với quốc lộ 1K là 200m. Về Phạm Văn Đồng, về cầu vượt Bình Phước, chợ đầu mối Thủ Đức, chợ Thủ Đức, đại lộ Phạm Văn Đồng, trung tâm thành phố Thủ Đức mới thì từ 3 đến 5 phút di chuyển, sát với lại đường quốc lộ 1A vành đai 2. Quý khách hàng và các nhà đầu tư quan tâm xin liên hệ với lại bất động sản Mộc Hỏ 0902 669 004 để nhận được báo giá tốt nhất, cũng như là xem thêm những cái sản phẩm khác để chọn cho mình một cái kênh đầu tư cũng như là nơi an cư. Xin nhắc lại là bán lô đất hẻm 12 đường số 1 phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, này là thành phố Thủ Đức. Đường trước đất hiện tại nó là đường 6m, hai ô tô có thể né nhau. Diện tích lô đất của mình nó là ngang 4, dài 19, công nhận là 74m phương thổ cư. Xin hẹn gặp lại quý khách hàng và các nhà đầu tư trong những cái sản phẩm tiếp theo. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.